Chúng tôi xin giới thiệu chương trình Nhạc Chủ Đề do Phạm Mạnh Cương thực hiện. Vì chúng ta chỉ sống có một lần, vì ngày tháng qua mau và tuổi trẻ không bao giờ trở lại, nên chúng ta tiếc thương dĩ vãng và quá khứ. Nhìn qua làn sương mờ hư ảo, mơ hồ của thời gian, bao giờ cũng đẹp. Nhưng không phải vì chúng ta tưởng tượng ra đẹp mà dĩ vãng trở thành đẹp. Theo tôi, dĩ vãng đối với con người là một cái gì tự nó đã vô cùng đẹp. Ngay cả khi chúng ta khổ sở, mỗi khi tưởng nhớ, chúng ta vẫn thấy thời gian đã qua đó huy hoàng màu sắc, ngào ngạt hoa hương và ngây ngất âm thanh. Chúng ta vẫn thấy đẹp và chúng ta tiếc nhớ, chúng ta thương. Cuộc đời như một con đường dài, và chúng ta là những người lữ hành đi những chuyến đi không bao giờ trở lại. Dừng lại ở bất cứ một điểm nào đó trên đường đời, nhìn trở về những nơi ta đã đi qua, ta đều thấy chốn cũ cảnh sắc đẹp hơn nơi ta đang sống. Ngày cũ có hoa hương, có thơ nhạc và có tuổi trẻ, có tình yêu. Em hãy cùng tôi lãng quên hiện tại trong phút giây, để cho tâm hồn chúng ta là một cuộc trở về. Những tiếng hát sắp vang lên sẽ gợi cho em tưởng nhớ. Này là bông hoa em đã cài trên tóc ngày em mới yêu lần đầu. Đây là con đường hoa nắng buổi trưa nào êm vắng thời gian đôi ta mới yêu nhau. Hương xưa thơm ngát từ ngày nào đến nay vẫn làm ta ngây ngất. Em hãy yêu và em hãy để những tiếng ca này đưa em trở về. Anh chưa thi đỗ.
Thưởng thức một chương trình nhạc chủ đề. Xin tạm biệt quý vị.